Chào đồng bào Việt Nam cùng các đoàn thể và lực lượng đấu tranh vì tự do chủ nhân quyền và sự vẹn toàn lãnh thổ của Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ phân tích, giải thích và trình bày thế nào là sách lược, thế nào là chiến lược và thế nào là chiến thuật. Chúng ta phải phân biệt ba cái sự khác nhau trong đề chiến tranh, đó là sách lược, chiến lược và chiến thuật. Khi nói về sách lược là ta nói về tổng thể, bao gồm cả kinh tế, chính trị, quân sự, bao gồm cả vấn đề thời tiết. Đó là sách lược. Nó bao gồm cả một tổng thể, nhiều vấn đề, nhiều cái đề hạt với nhau. Còn chiến lược là nằm trong một khía cạnh của cái sách lược. Thí dụ như là về kinh tế, ta có về chiến lược kinh tế, chiến lược về thời tiết, chiến lược về chính trị, chiến lược về quân sự. Chiến lược nó chỉ nằm trong một địa hạt, một khía cạnh trong một sách lược. Và chiến thuật là các kế hoạch, là cái những cái giai đoạn, những cái kế hoạch mà được thực hiện, nó nằm trong cái chiến lược. Cho nên có ba, nó có vấn đề khác nhau là sách lược, chiến lược và chiến thuật, nó hoàn toàn khác nhau. Thí dụ như là trong chiến tranh Việt Nam trước đây thì một vị tướng gọi là tướng độc nhãn của quân đội Do Thái, ông ta quan sát chiến tranh Việt Nam và ông đã nói rằng cuộc chiến này muốn thắng được Cộng sản Bắc Việt thì trước hết là chúng ta phải thua trước. Chúng ta phải thua trước thì chúng ta mới thắng được Cộng sản Bắc Việt. Ta phải thắng được Cộng sản. Tại sao một vị tướng độc nhãn của Do Thái, đây là một vị tướng nổi tiếng của Do Thái, một vị tướng nổi tiếng của Do Thái đã nói như vậy? Là bởi vì trước đây cho thấy rằng á, cái sự tương quan giữa Việt Nam Cộng Hòa
lực lượng Việt Nam Hòa và lực lượng Cộng sản Bắc Việt, là lực lượng Cộng sản Bắc Việt đã gài rất nhiều người vào trong cái chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa. Và nhiều người dân vì do Cộng sản dùng các bạo lực, các hình thức bạo lực, cắt cổ, chặt đầu, trấn áp người dân, họ đe dọa về cuộc sống người dân bằng các hình thức đó rất là độc ác, là cắt cổ, chặt đầu, hoặc là những hình thức rất là tử hình, treo cổ, rất là độc ác. Họ muốn gây cái sự sợ hãi cho người dân để người dân theo họ. Đó là Cộng sản miền Nam, Mặt trận Cộng sản, Mặt trận Giải phóng miền Nam. Vì Cộng sản, Mặt trận Giải phóng miền Nam, nó là bàn tay, nó già, nó là công cụ Cộng sản Bắc Việt. Và cái Cộng sản miền Nam ta dùng hình thức này để mà trấn áp người dân, đe dọa người dân, bắt người dân phải theo họ. Vì thế cho nên có vấn đề là ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản. Ban ngày thì họ theo quốc gia, ban đêm thì họ theo Cộng sản. Và Cộng sản Bắc Việt và Cộng sản miền Nam đã gài nhiều người trong cái Việt Nam Cộng Hòa. Vì thế cái trận đánh này rất là khó khăn. Rất khó khăn. Cái trận đánh này khó mà thành tựu được. Nó sẽ kéo dài mãi mãi. Và điều thứ hai nữa đó là bản chất của Cộng sản. Nếu một người về chiến lược, một chiến lược gia, họ hiểu được cái bản chất Cộng sản độc ác, gian xảo, gian manh, dối trá, phỉnh gạt người dân. Họ theo một cái bản chất của họ, đó là nhân dân làm chủ, nhưng mà đảng và nhà nước thì quản lý. Thì đây là một lối chơi chữ. Thì với một tính chất này thì một người chiến lược, người ta sẽ thấy ngay rằng khi mà Cộng sản đã chiếm được toàn bộ miền Nam rồi thì lúc đó giữa nhà cầm quyền Cộng sản và người dân sẽ từ từ cách xa nhau. Bởi sao? Là bởi vì cái người Cộng sản, cái chủ trương của họ, cái đường lối của họ là nhân dân làm chủ, nhưng mà chính phủ quản lý. Chính phủ quản lý tức là đảng quản lý, bởi vì chính phủ là công cụ của đảng Cộng sản mà thôi. Mà nếu như người dân làm chủ mà đảng quản lý thì đây là hình thức chơi chữ, lừa phỉnh lừa phỉnh người dân mà thôi. Bởi vì và vấn đề này sẽ xảy ra vấn đề gì? Nó xảy ra vấn đề là dân oan, là người dân, tài sản, đất đai, nhà cửa sẽ bị biến mất từ từ từ. Vì đảng Cộng sản, nhà nước nó sẽ thu gom tất cả vì quyền lợi phe nhóm của họ, chia chác gì đó, trong khi người dân thì tài sản, nhà cửa, đất đai sẽ từ từ mất đi. Nó sẽ gây ra một sự oán giận, một sự là oán ghét người dân, một sự bất mãn người dân, và khoảng cách của người dân và Cộng sản, chính quyền Cộng sản, quyền đảng Cộng sản từ từ xa nhau. Lúc đó người dân sẽ bất mãn và không thích chế độ này. Và khi mà người dân đã có một khoảng cách với chế độ đó rồi, họ không thích chế độ đó, họ không có đồng ý chế độ nữa, thì lúc đó là lúc chúng ta đã thành công được. Vì vị tướng độc nhãn của Do Thái, đây là một tướng lành, đây là một vị tướng nổi tiếng của Do Thái, của quân đội Do Thái, thấy được điều đó, cho ông mới tuyên bố rằng muốn thắng được Cộng sản là trước hết phải thua Cộng sản trước. Thua Cộng sản rồi thì mới thắng được Cộng sản. Nó là như vậy đó. Cho nên, và đây là một cái chiến, đây là một chiến lược. Nó là một chiến lược. Chiến lược này là trước hết là ta phải thua trước thì ta mới thắng.
chỉ vậy thôi. Và cái chiến lược này nó phụ thuộc vào cái bản chất của chế độ, bản chất của Đảng Cộng sản, trong sự tương quan giữa Đảng Cộng sản và người dân. Vấn đề ở đây đó, sự thắng hay thành công là do ở dân. Nếu mà người dân chẳng hạn mà họ cứ ban ngày thì theo quốc gia, ban đêm theo cộng sản, thì trận đánh này khó thành công được lắm. Họ gài người vào trong cái miền Nam, trong họ gài cái người của họ cộng sản vào trong miền Nam, trong từng cái cơ quan. Đồng thời cái người dân á thì ban ngày thì theo quốc gia, ban đêm thì theo cộng sản, tức là nó có một hiện tượng là ăn cơm quốc gia và thờ mà cộng sản. Cho nên cái trận đánh này nó sẽ khó mà thành công được, nó sẽ tiêu hao mà không biết là thành công được. Mà cái bản chất cộng sản là lừa dối phỉnh gạt, nó không thành thật và độc ác. Vì thế với cái tung với một cái đường lối của họ, cái chủ trương của họ mà cách lừa phỉnh người dân là nhân dân làm chủ nhưng mà chính quyền tức đảng thì quản lý, cái điều đó sẽ tạo ra hậu quả là khoảng cách của Đảng Cộng sản và chính quyền Cộng sản Việt Nam và người dân Việt Nam sẽ càng ngày càng xa nhau. Đi đến người dân, người ta không đồng ý chế độ này, người ta bất mãn, người ta không thích chế độ này nữa, thì lúc đó là lúc mà chúng ta thành công. Vì thấy được như vậy cho nên cái vị tướng này mới đưa ra một lời như vậy, đưa ra một chiến lược như vậy là phải thua trước rồi mới thành công được. Đối với tình hình, đối với vấn đề mà chiến tranh Việt Nam thì đối với chiến tranh Việt Nam, cái vị tướng độc nhãn này sau khi nghiên cứu rõ cái bản chất chiến tranh và bản chất của người cộng sản và cái sự tương quan và nó liên hệ vào tính chất của người dân, cho nên mới đưa ra một cái chiến lược như vậy. Và kế đó một sự diễn tới là một sự diễn tiến trong chiến tranh đó là năm 1973 thì xảy đến Hiệp định Ba Lê, là Mỹ bắt Cộng sản của Việt phải ký Hiệp định Ba Lê vào ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Mà trong cái Hiệp định Ba Lê này thì ông Tổng thống Mỹ đã bắt đưa vào trong một cái điều khoản cưỡng chế, có một điều khoản cưỡng chế là tất cả các bên phải thi hành và không được vi phạm. Đây là một điều khoản cưỡng chế, nó có một cách nó gò bó bắt buộc đôi bên phải thi hành nghiêm chỉnh, và nếu mà không thi hành nghiêm chỉnh, bên nào vi phạm thì Hiệp định Ba Lê này nó có thể tái khởi động lại khi mà có 6 thành viên trong 12 thành viên đề nghị khởi động Hiệp định này khi mà có sự vi phạm. Vì thế cho nên năm 1975 khi mà Cộng sản Bắc Việt mang quân lực và công cụ chiến tranh cưỡng chiếm lãnh thổ của Việt Nam Hòa thì nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội đã vi phạm nghiêm trọng Hiệp định Ba Lê được ký năm 1973. Chính họ đã ký cái bản văn tái lập hòa bình, tức là Hiệp định Ba Lê năm 1973 vào ngày 27 tháng Giêng năm 1973, thì họ lại vi phạm nghiêm trọng Hiệp định này vào năm 1975, tức là sau khoảng gần 2 năm nữa. Mà Hiệp định Ba Lê nó có cái điều khoản ràng buộc đôi bên phải thi hành, mà nếu không thi hành thì nó gây tái khởi động lại. Và cái giá trị hiệu lực của điều này nó không, nó sự ràng buộc đó nó không phụ thuộc vào thời gian, nó không phụ thuộc vào thời gian, tức là nó có giá trị ở bất cứ lúc nào
bất cứ lúc nào, nó không có một giới hạn của vấn đề mà thời gian thi hành. Có nghĩa là nó có thể tái khởi động bất cứ lúc nào khi mà có một hai bên vi phạm, và khi có 6 thành viên trong 12 thành viên đã ký trong bài hiệp định đó mà đề nghị tái khởi động lại, khi 6 thành viên, có 6 thành viên đồng thuận tái khởi động lại hiệp định này thì hiệp định này phải tái khởi động lại. Và đây là một sự bắt buộc, cái điều khoản này là bắt buộc tất cả những nước đã ký hiệp định này bắt buộc phải khởi động lại khi mà phải trở lại cái hiệp định Bale khi mà đã được 6 thành viên đồng thuận tái khởi động hiệp định này. Đây là một vấn đề hết sức thuận lợi cho Việt Nam Cộng Hòa. Vì thế mà khi mà Cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa thì họ đã vi phạm hiệp định. Vì thế Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại và hiện hữu từ năm 1975 cho đến bây giờ. Cái cuộc mà rã hàng đó trên phương diện về chiến lược học, trên phương diện về chiến lược học thì nó coi là một sự di tản chiến thuật. Nếu mà một người bình thường không hiểu thế nào về chiến lược thì họ cho cái đó là một sự rã hàng, một sự đầu hàng, một sự rã hàng. Nó họ cho cái đó không phải là chiến lược. Nhưng mà dưới một người, một chiến lược gia, một nhà nghiên cứu chiến lược, tức là một người nghiên cứu về chiến lược học, thì họ nhìn cái đó nó không phải là một sự rã hàng bình thường, mà đó là một sự rã hàng trong một cái chiến lược. Vì thế thì có cái sự di tản đó được coi là một suy tản chiến thuật. Quý vị suy nghĩ cái này đi. Cho nên khi mà tôi nói vấn đề này thì có một số người không hiểu mà đó là cho đó là một sự ngụy biện. Không, tất cả những nhà chiến lược khi nhìn cái này dưới một cái mắt chiến lược thì phải hiểu rằng đó là một cuộc di tản chiến thuật. Vì muốn thắng cộng sản thì ta phải thua cộng sản trước thì ta mới thắng được cộng sản. Và đó là cái lời phát biểu của vị tướng danh tiếng của Do Thái, đó là vị tướng Độc Nhãn, là một tướng lừng danh của Do Thái, đã tuyên bố như vậy. Ông đưa ra một chiến lược như vậy. Vì thế tôi mới nói rằng cái cuộc di tản của quân cắm tránh của Việt Nam Cộng Hòa vào 30 tháng 4 1975 bằng nhiều thứ khác nhau, đường biển, đường bộ, đó là một cuộc di tản chiến thuật. Bởi vì nó liên hệ với gì? Nó liên hệ với Hiệp định Ba Lê 1973 mà Cộng sản Bắc Việt đã vi phạm cái cuộc chơi này khi mà đang đem quân lực và công cụ chiến tranh mà cưỡng chiếm lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa. Vì thế Việt Nam Cộng Hòa trên phương diện quốc tế vẫn còn tồn tại và hiện hữu đến bây giờ. Một cái nó còn hiện hữu tồn tại như vậy có nghĩa là cuộc chiến giữa người Cộng sản và người Việt Nam Cộng Hòa, giữa người Việt Nam Cộng sản và người Việt Nam Cộng Hòa, nó vẫn còn tiếp diễn, nó không có chấm dứt. Đó là đứng phương diện về chiến lược học. Dưới một khía cạnh chiến lược học thì tất cả những chiến lược gia phải hiểu rằng, họ hiểu rằng cái cuộc chiến Việt Nam vẫn còn tồn tại và cuộc di tản này được coi là một hình thái di tản trong cái chiến thuật mà thôi. Bây giờ quý vị hiểu chưa? Khi tôi nội dung cái chiến, tôi nói vấn đề này là một sự di tản chiến thuật, nó là như vậy đó. Nếu một người bình thường thì họ không cho rằng đó là một cuộc di tản chiến thuật, họ đó bảo là đó một sự tan hàng. Nếu đứng trong diện bình thường, ok, nó là một sự tan hàng. Nhưng mà đứng phương diện về chiến lược học thì nếu một người nghiên cứu về chiến lược thì đây thấy rằng cái đó không phải là một sự rã hàng, mà
mà đó là cuộc di tản chiến thuật. Nó di tản chiến thuật tại sao? Thứ nhất là cuộc chơi đó Cộng sản Bắc Việt đang vi phạm. Vì thế Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại về hiện hữu từ năm 75 cho đến bây giờ. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là năm 1975, 30 tháng 4 năm 1975, ông Dương Văn Minh không phải là tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa. Vì trong dựng hiến pháp của Việt Nam Cộng Hòa thì ông Dương Minh không phải là tổng thống, không có hợp hiến. Vì thế cái lời tuyên bố của ông Dương Minh không có giá trị. Vì thế Việt Nam Cộng Hòa không đồng hành. Không có đồng hành. Điều thứ ba nữa là ngay cái thời gian đó thì vấn đề cái người cao nhất liên minh chỉ huy không có. Vì trong tình thế đó thì bắt buộc phải tan hàng. Tan hàng là sự hình thái được sử dụng một cách tạm thời để thích hợp tình hình lúc đó. Và nó hiện hình, nó hiện trong một cái hình thái di tản để sau đó lực lượng được thành lập lại. Vì thế cái này được gọi là di tản chiến thuật. Trong trong chiến lược thì chúng ta thấy trên thế giới có nhiều cái lực lượng đã thực hiện cái này. Vì với những yếu tố này thì chúng ta thấy rằng cái cuộc di tản của quân cắm chánh Việt Nam Cộng Hòa sau năm 75 bằng nhiều hình thức khác nhau làm cuộc di tản chiến thuật. Bởi vì Việt Nam Cộng Hòa không đồng hành, bởi vì Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại, vì trong cuộc chơi đó Cộng sản Bắc Việt đã vi phạm nên Cộng sản Bắc Việt bị loại bỏ cuộc chơi đó, cho nên Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại. Và trên phương diện công pháp quốc tế, Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại và hiện hữu, vẫn có giá trị của nó trên phương diện quốc tế. Vì thế vấn đề mà năm 1975 phải tan hàng là một sự tạm bợ thích hợp với tình thế lúc đó. Vì thế vấn đề mà di tản đó được gọi là di tản chiến thuật. Đương nhiên đối với vấn đề này thì nhiều người không hiểu về chiến lược, họ không nghiên cứu về chiến lược học, cho nên họ sẽ thấy một cách bình thường họ đó là một câu làm cái đó là thua, là tan hàng. Không phải như vậy. Quý vị suy nghĩ đi. Cũng như phương diện toán học, có nhiều vấn đề ta giải những bài toán đó không bằng những bài toán bằng những cái phương pháp bình thường được, mà ta phải dùng về vi phân học. Ta phải dùng về vi phân học mà ta giải bài toán đó. Còn phương pháp thường không giải được. Vì đối với người mà không học về vi phân học thì đương nhiên họ không hiểu, họ cho đó là lạ lùng, là không đúng, là ảo tưởng. Nhưng mà đối với những người toán học, người ta biết về cái phương pháp học, người ta giải rất dễ dàng. Đối với hoàng ta thì đó là bình thường thôi. Cho nên vấn đề mà cái di tản trong năm 1975 của quân chính Việt, của quân chính Việt Nam Cộng Hòa, đối với một người mà không có vấn đề chiến lược thì họ cho đó là một cuộc tan hàng, là một cuộc thua trận. Nhưng mà đối với người về chiến lược, một chiến lược gia, một người nghiên cứu về chiến lược học thì thấy rằng đó không phải là một cuộc tan hàng, thua trận. Không phải như vậy. Đó là một cái hình thái thích hợp với tình lúc đó. Thích hợp tình lúc đó nó liên hệ cả vấn đề tình trong nước và tình trong quốc tế, mà phải thích ứng. Người quân cấp chánh Việt Nam phải thích ứng đó,
di tản để sau đó thành lập một chính phủ ở nước ngoài. Cho nên cái này gọi là di tản chiến thuật. Cái này hơi khó hiểu chút xíu, quý vị từ từ quý vị cố gắng suy nghĩ để hiểu vấn đề này. Việc này nó được về chiến lược học. Thì có một số người hỏi tôi về vấn đề, một số vấn đề về chiến lược, những vấn đề chiến lược thế giới. Thì tôi sẽ phân tích vấn đề này trong những bài sau. Bây giờ có vấn đề mà cấp thiết tôi phải phân tích, giải thích để trình bày cho tất cả đồng bào của quý vị được rõ. Nó đi sát với cái sự chuyển động trong những ngày sắp tới của chính phủ gia đình đặc thời của Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của ông Đặng Minh Quân. Cho nên trong vấn đề này, ta phải hiểu rằng cái Việt Nam Cộng Hòa nó vẫn tồn tại và hiện hữu từ năm 1975 cho đến bây giờ. Và cuộc chiến giữa người Cộng sản Việt Nam và người Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn tiếp diễn, chưa chấm dứt. Vì thế, chính thể Việt Nam Cộng Hòa nó trở thành là một chiến lược, trở thành một chiến lược không những liên hệ về các quốc tế qua Biển Đông, mà nó trở thành, nó liên hệ đến nước Việt Nam. Nó trở thành là một thứ chiến lược có thể tránh đi những cái sự chiến tranh xung đột tại Biển Đông, và nó cũng là một thứ chiến lược để dùng để lật đổ Cộng sản Việt Nam. Cho nên cái Việt Nam Cộng Hòa nó trở thành là một tử huyệt của Cộng sản Hà Nội. Quý vị suy nghĩ đi. Cho nên Mỹ đã có Việt Nam Cộng Hòa, tức là Việt Nam Cộng Hòa hiện tại là chính phủ quốc gia Việt Nam thời của cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa nằm trên lãnh thổ của Mỹ. Và Mỹ là một thành viên trong 12 thành viên ký kết Hiệp định Paris vào năm 27, vào ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Vì thế Mỹ đã nắm được Việt Nam Cộng Hòa. Nắm được Việt Nam Cộng Hòa tức là nắm được cái thế chiến lược quan trọng, là nắm được cái tử huyệt của Cộng sản Hà Nội. Trước đây Cộng sản Hà Nội đu dây giữa Mỹ và Trung Cộng, nhưng bây giờ Cộng sản Hà Nội khó lòng đu dây lắm. Khi mà Mỹ nắm được tứ huyệt này rồi, Cộng sản khó lòng mà đu dây được như trước đây lắm. Quý vị biết rằng á, tất cả một gia trên thế giới khi họ làm cái gì họ cũng đều nhắm quyền lợi của người ta, điều đó đều tất yếu. Khi mà Mỹ nắm được Việt Nam Cộng Hòa là nắm được một thế chiến lược quan trọng nhất, một chiến lược vô giá, thì có lợi cho Mỹ không? Có, vô cùng ít lợi cho Mỹ. Cho nên Mỹ không giờ bỏ qua cái chiến lược này. Vì thế Việt Nam Cộng Hòa trở thành một chiến lược quan trọng mà Mỹ sẽ dùng nó vô cùng ít lợi để lật đổ Cộng sản Hà Nội khi cần thiết, và cũng đồng thời khống chế sự bành trướng của Tàu Cộng. Đi như trong một thời gian ngắn thì tôi không thể trình bày được nhiều cái nét đặc sắc trong vấn đề chiến lược này. Tuy nhiên những cái điều tôi trình bày trước đây và bây giờ thì đồng bào quý vị cũng đã thấy rõ cái chiến lược này như thế nào. Và bây giờ Mỹ đã bật đèn xanh cho chính phủ quốc gia Việt Nam thời. Tại sao Mỹ bật đèn xanh?
Vì đây là một thế chiến lược quan trọng, vô cùng quan trọng đối với Mỹ trong vùng Á Châu Thái Bình Dương. Cho nên khi Mỹ bật lệnh xanh cho chính phủ quốc gia Việt Nam thời của Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Đào Minh Quân, bây giờ chính phủ quốc gia Việt Nam thời của Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Đào Minh Quân chính thức và công khai tuyển mộ để thành lập quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Rất rõ ràng, đồng bào quý vị suy nghĩ đi, Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ quốc gia Việt Nam đồng thời của chính thể Việt Nam Cộng Hòa dưới sự đạo của Thủ tướng Đào Minh Quân nằm trên lãnh thổ của Mỹ và được phép thành lập quân đội trên lãnh thổ của Mỹ. Có nghĩa là Mỹ bật đèn xanh cho chính phủ quốc gia Việt Nam thời chính thức công khai thành lập quân đội, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đương nhiên quý vị thấy rõ cái giá trị của nó rồi. Giá trị đối với chiến lược mà Mỹ nắm lấy và giá trị đối với chính phủ quốc gia Việt Nam thời rất rõ ràng. Và điều này cho thấy rằng đó, các chính phủ như của ông Nguyễn Thế Quang không có giá trị, không và không có giá trị, không được công nhận. Rất rõ ràng chính phủ này sẽ tự biến mất đi, chính phủ của ông Trần Dần cũng sẽ tự biến mất đi, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa pháp định của luật sư Nguyễn Minh Quát cũng sẽ tự giải tán. Vì chính phủ Mỹ chỉ công nhận một chính phủ thôi, và một chính phủ mà được chính phủ Hoa Kỳ công nhận thì chính phủ đó được phép hoạt động trên lãnh thổ của Mỹ, và bây giờ chính phủ đó đã được phép thành lập quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đến lực Việt Nam Cộng Hòa trở lại. Điều này rất rõ ràng rồi, rất rõ ràng. Thì tất cả những cái gì mà tôi phân tích trước đây nó là một cái hiện thực, và sắp tới còn những cái giai đoạn hết sức vòng một sẽ diễn ra sắp tới. Trước đây tôi đã nói rồi, đồng bào, bởi vì hãy nhớ lời tôi trước đây là từ cái ngày tôi nói đó, vì sao nó sẽ những cái bước chuyển tiếp diễn ra hết sức ngoạn mục. Đây là cái bước đầu ngoạn mục thôi, sắp tới còn nhiều bước ngoạn mục khác nữa. Vì vậy đồng bào Việt Nam ở trong nước và ở ngoài nước, hãy giữ vững cái định hướng của mình và đừng để bị lừa bởi bất cứ một cá nhân nào hoặc một lực lượng nào, để tránh cái sự thương tổn đến bản thân mình. Cũng như trước đây, tôi đã phân tích, giải thích và trình bày để lật đổ Cộng sản Việt Nam, chính quyền Cộng sản Hà Nội. Mà cái chính quyền này, cái đảng Cộng sản này, nó là cái bàn tay nối dài của Cộng sản tạo. Thì chúng ta không thể đơn thuần là biểu tình, cho dù là biểu tình bất bạo động, biểu tình bạo động, tổng đình công hay là bắt tù nhân sự mà chúng ta có thể thành công được. Không. Mà chúng ta phải dùng một chiến lược. Và chiến lược này nó gồm có 3 yếu tố.
và ba yếu tố này phải được thực hiện cùng một lúc thì chúng ta mới có thể bắt nhà cầm quyền cảm sống Hà Nội buông bỏ quyền hành, trả lại cái quyền làm chủ đất nước cho người dân Việt Nam. Ba yếu tố này đó là: thứ nhất là trên căn bản công pháp quốc tế, tức là khởi động lại Hiệp định Berlin 1973, mà ở đó Cộng sản Hà Nội và Cộng sản Tàu đều vi phạm nghiêm trọng cái hiệp định này. Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu đều vi phạm nghiêm trọng cái hiệp định này. Và khi nói đến Hiệp định Berlin 1973 là phải nói lên cái sự thành lập chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời của chính thể Việt Nam Cộng hòa lưu vong. Thứ hai nữa là vấn đề kinh tế và tài chính. Vấn đề kinh tế và tài chính của Đảng Cộng sản Việt Nam, của chính phủ Cộng sản Hà Nội hiện tại nó hoàn toàn phá sản, đã bị kiệt quệ, không còn gì đáng kể. Thứ ba nữa là lực lượng chúng, tức là cái chánh kiến của người dân Việt Nam. Tất cả ba yếu tố này đã thỏa ứng trong bài toán của Việt Nam. Và cả ba yếu tố này đã tạo thành một sự phối hợp với nhau một cách rất hiệu quả. Và vì thế cho nên cái sự thành lập quân lực Việt Nam Cộng hòa là một điều tất yếu. Làm điều tất yếu. Và vì vậy cái sự chính thức công khai thành lập quân lực Việt Nam Cộng hòa trên lãnh thổ của Hoa Kỳ, nó là một điều quan trọng trong chiến lược của Mỹ trong sự đối trọng với lực lượng của Hà Nội. Và đồng thời nó cũng phù hợp với luật pháp quốc tế, phù hợp với Hiệp định Berlin được ký ngày 27 tháng Giêng năm 1973, mà ở đó Cộng sản Hà Nội đã hoàn toàn vi phạm một cách nghiêm trọng hiệp định này. Và ngày hôm nay trong bài nói chuyện này là tôi muốn phân tích, giải thích và trình bày cái sự khác biệt của sách lược, chiến lược và chiến thuật để cho đồng bào quý vị hiểu rõ thêm. Và đồng thời tôi cũng thông báo cho đồng bào Việt Nam trong một vài nước là chính phủ quốc gia Việt Nam thời của Việt Nam Cộng hòa dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Đặng Quân đã chính thức và công khai tái thành lập quân lực Việt Nam Cộng hòa trên lãnh thổ của Mỹ. Bài nói chuyện của tôi đến đây hôm nay là chấm dứt. Xin hẹn đồng bào ở những bài nói chuyện kế tiếp. Kính chào Quý Thánh. Kính chúc đồng bào Việt Nam cùng các đoàn thể lực lượng đấu tranh vì tự do dân chủ nhân quyền và sự vẹn toàn lãnh thổ của Việt Nam có một sự tin tưởng ở một tương lai rất gần, trong những ngày sắp tới sẽ có những biến chuyển rất là ngoạn mục nó xảy đến. Kính chào Quý Thánh.
Việt tị nạn ta dân Việt muốn đời.